vì sao Tuchel từ chối Man United? Truyền thông Đức cho rằng lý do khiến huấn luyện viên Thomas Tuchel từ chối dẫn Man United từ hè 2024 là ông không có được nhiều tiếng nói trong chuyển nhượng. Tỷ phú Jim Ratcliffe và cộng sự từng thảo luận với Tuchel ở Monaco về khả năng thay thế huấn luyện viên Erik ten Hag sau khi mùa 2023 đến 2024 kết thúc. Thương vụ sau đó đổ vỡ, sau đó xuất hiện thông tin huấn luyện viên người Đức sẽ nghỉ một thời gian trước khi trở lại làm việc. Điều đó khiến Man United phải kích hoạt điều khoản gia hạn với huấn luyện viên Hà Lan thêm một năm nữa, đến hè 2026. Huấn luyện viên Thomas Tuchel trong họp báo sau trận Bayern Munich gặp Wolfsburg trên sân Allianz, thành phố Munich, Đức ở Bundesliga ngày 12 tháng 5 năm 2024. Ảnh Reuters theo báo Đức Bild hôm 6 tháng 9, lý do thực sự khiến Tuchel rút lui không phải vì ông muốn nghỉ ngơi. Cựu huấn luyện viên Chelsea muốn làm việc cùng Man United, và quá trình đàm phán cũng diễn ra thuận lợi, chỉ có một vướng mắc, đó là bất đồng về chính sách chuyển nhượng cầu thủ. Tuchel hiểu rằng Ratcliffe có kế hoạch thay đổi cơ cấu nhân sự cấp cao, và Man United đã thực sự làm vậy khi bổ nhiệm CEO Omar Berada, giám đốc thể thao Jan Atwood, giám đốc kỹ thuật Jason Wingax, trưởng bộ phận tuyển dụng Christopher Wickel, cùng vài vị trí khác. Những lãnh đạo này sẽ có nhiều quyền hạn trong việc mua bán cầu thủ cho quỷ đỏ, giảm tiếng nói của huấn luyện viên. Ten Hag hiện vẫn có quyền từ chối cầu thủ mà ông không mong muốn, nhưng các đề xuất của ông sẽ không có trọng lượng như trước. Tuchel từng xung đột về chính sách chuyển nhượng ở Chelsea, Borussia Dortmund và Bayern Munich, nên không muốn trải qua tình huống tương tự với Man United. Ông muốn một vị trí có tầm ảnh hưởng hơn trong việc tuyển mộ cầu thủ, nhưng không được bộ sậu của Ratcliffe đáp ứng. Không tuyển được Tuchel, Man United tiếp tục gắn bó với Ten Hag sang mùa giải thứ 3, nhưng thay đội ngũ trợ lý của ông, bằng Rene Heck và Ruud van Nistelrooy. Truyền thông Anh đồn đoán nếu Ten Hag bị sa thải mùa này, van Nistelrooy sẽ lên tạm quyền dẫn đội, với kinh nghiệm làm việc cùng PSV Eindhoven. Qua 4 trận mùa này, Man United đã thua 3, trong đó có trận tranh siêu cúp với Man City, và 2 trận ở ngoại hạng Anh trước Brighton và Liverpool. Mùa trước, Man United đoạt cúp FA, nhưng đứng thứ 8 vị trí thấp nhất trong lịch sử câu lạc bộ ở ngoại hạng Anh.